Chào các bác ạ. Chiều nay thì em đang rửa ba kích để mà sau đó em sẽ tách lõi để trả đơn cho các bác đặt hàng nhé. Còn đây là em phơi sâm cau đỏ, phơi khô. Các bác đặt thì em sẽ phơi như thế này, sau đó em sẽ gửi đến cho bác nhé. Hôm nay trời nắng đẹp ạ, sâm cau khô như này thì em bán là 250.000 1 kg. Em rửa sạch sẽ và phơi khô như này. Còn đây là củ cải. Củ cải có một cô đặt em lấy 10 kg nhưng mà bây giờ em mới làm được một tí. Không biết bao giờ mới đủ 10 kg tại vì nó rất là ngót. Mua về 40 kg thì phơi đi phơi về thì còn được 4 cái rổ này. Còn cái chỗ vừa mới thái kia là hôm qua mẹ em mua 22 kg, mấy hôm nữa thì nó còn một tí thôi. Chỗ ba kích tím chiều nay em phơi khô rồi, bây giờ em lấy xuống rổ để tí nữa. Ăn cơm tối xong em sẽ tách để trả đơn hàng cho các bác nhé. Của bác kích tím thì sau khi em tách bỏ lõi bỏ vào túi hút chân không này em sẽ bán với giá là 280.000 1 kg. Đây hàng già tím đẹp nhỉ nhá, các bác nhìn thấy nó tím ra cả vỏ là biết rồi đấy. Thì là còn nếu mà các bác muốn lấy đi tự tách bỏ lõi thì giá là 200.000 1 kg. Còn đây là cái hàng mà em chưa rửa nha các bác, tại vì là chiều nay thì em có đổ ra để mà đóng gửi cho khách ấy, thì là em cũng vừa mới đóng hàng xong, em còn chưa có thời gian để mà dọn. Bây giờ em đang chuẩn bị dọn đây. Nếu mà các bác lấy cả chùm nguyên củ như thế này thì em bán là 200.000 1 kg nhá. Chùm chùm nguyên củ ấy, chùm như này 200.000 1 kg nhá các bác. Đi các bác trải nghiệm tự tách. Củ ngải đen bác nào muốn lấy đi lùng làm thuốc thì alo em ship cho nhá. Đây là củ tươi, tươi thì em bán với giá là 120 1 kg. Ngải đen còn tươi như này. Còn ngải chống độc tươi thì em bán 100.000 1 kg nhá. Đồng giá khô thì 200.000 và bột thì 250.000 1 kg. Để bác nào thích dùng thì alo em ship cho. Các bác ơi, khi mà em tách bỏ lõi xong em cho vào cái túi hút chân không thì trông nó sẽ như thế này nhá các bác. Thì em đây em đóng em cái khách đặt em 10 cân nhưng mà hôm nay em bận lấy đi rửa nữa nên là em chưa đủ, em hút vào túi như này. Đây nó sẽ trông như thế này nhá. Thì là mai nữa em sẽ trả anh đơn anh Nguyên Sài Gòn đủ nhá. Hôm nay em tách chưa đủ, em đi rửa về rồi tối nay em tách thì mai em sẽ trả đơn cho anh nhá. Đơn ở xa như là ở Sài Gòn thì khi mà gửi thì em sẽ cho vào một ít rượu đi, có thể là nó sẽ ra tím tím rồi nhá. Thì anh Nguyên này anh cắt cái túi này, cắt cái viền này anh đổ thẳng vào bình nhá, tại vì em rửa sạch sẽ rồi. Đổ thẳng vào bình cứ ngâm 1 ký với 4 đến 5 lít rượu cho em. Đây hàng thì như này, rất là đẹp nhá. Này, chiều bận đi tách hà đi gửi hà đi rửa bao kích em còn chưa dọn cái lõi này, tách ra này.